Từ 18 giờ 30 ngày 16 tháng 10, do mực nước tại khu vực cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ lên cao, nước chảy xiết, lữ đoàn 249, binh chủng công binh buộc phải cắt cầu phao khẩn cấp để bảo vệ an toàn cho nhân dân và phương tiện đi lại. Hiện chưa xác định thời gian sẽ lắp lại cầu phao vì còn phụ thuộc vào thời tiết và lưu lượng nước khu vực cầu Phong Châu. Lữ đoàn 249 cho biết sẽ lắp lại cầu phao khi đủ điều kiện. Đây là lần thứ hai lực lượng công binh buộc phải cắt cầu phao. Trước đó, vào ngày 1 tháng 10, do lũ sông Hồng lên cao, lữ đoàn 249 đã cắt cầu phao để đảm bảo an toàn. Đến chiều ngày 4 tháng 10, nhằm phục vụ hoạt động đi lại của nhân dân giữa hai huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, binh chủng công binh bắt đầu đưa phà quân sự vào hoạt động. Đến ngày 6 tháng 10, đủ điều kiện an toàn, lữ đoàn 249 lắp lại cầu phao Phong Châu, ngừng vận chuyển bằng phà quân sự. Cầu Phong Châu bị sập vào sáng ngày 9 tháng 9 do ảnh hưởng của bão số 3. Đến nay, công tác trục vớt nhịp cầu và tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ sập cầu vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực triển khai. Cầu phao Phong Châu được lữ đoàn 249 lắp đặt cách vị trí cầu Phong Châu bị sập khoảng 400m về phía hạ lưu, giúp người dân đi lại thuận tiện, ổn định cuộc sống sau bão.